Trang phục của nữ hoàng Elizabeth được trưng bày tại triển lãm Platinum Jubilee. Chiếc váy mà nữ hoàng Elizabeth mặc trong lễ lên ngôi năm 1953, cũng như các món đồ khác bao gồm chân dung của Quốc vương Anh và đồ trang sức của bà sẽ được trưng bày trước công chúng tại lâu đài Windsor trong tuần này. Mục đích của cuộc triển lãm là để kỷ niệm đại lễ bạch kim 70 năm nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Cô Kutau, phó giám đốc công trình của nữ hoàng, chia sẻ với Reuters rằng đây có lẽ là sự kiện lịch sử trong đại lễ kỷ niệm 70 năm lên ngôi của nữ hoàng. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội hiếm có để khách du lịch có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm và vật phẩm cá nhân của nữ hoàng. Điểm nổi bật của triển lãm là chiếc váy mà Elizabeth đã mặc khi lên ngôi. Nó được làm nên bởi nhà thiết kế thời trang hoàng gia là Sir Norman Hartnell. Chiếc váy với chất liệu satin trắng được thêu bởi những biểu tượng đại diện cho các bang thuộc khối Thịnh Vượng Chung và Vương quốc Anh. Ngoài việc nó là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của thời trang cao cấp Anh thế kỷ 20, thì đó cũng là một trong những thiết kế thời trang Anh mang tính biểu tượng. Theo thông tin, triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 7 tháng 7 đến 26 tháng 9 tại lâu đài Windsor.